Hai nha, chào người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình là Tưởng Tượng Đường Phố đây. Rất vui gặp mọi người. Chúng em muốn chơi thoải mái và thư giãn xem clip mình, em đừng quên like và share. Thế nhiên đăng ký kênh, đăng ký bên góc trái mình màn hình này. Anh em đăng ký kênh và chuông thông báo lên những ra video mới nhất sắp tới từ mình. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Trước khi bắt đầu video hôm nay thì chúc em một buổi tối vẻ nha, ăn cơm miệng và xem video mình cách vẻ thắm nhất. Để hưởng ứng phong trào thi đua của anh em đang rất là đông đổ và đầy đặn, đó là đang qua bên Poker Anh Quốc chơi và đua top thì ok. Hướng phong trào này thì hôm nay mình cũng qua đây làm tí siêu phẩm VIP 1 đua top bên này theo sao. Thì tình hình vẫn đang hóng xe vào đây anh em. Đều chưa ăn giờ mình đang vẫn hóng xe vào 756 đúng không? Hay 760 thì nó ra mà đến giờ vẫn chưa ra anh em. 756 đúng rồi. Thì thôi thì hôm nay mình sẽ làm cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn rất là linh tải nhá. Vì thế vẫn có nhiều anh em đi xin link quá thì mình sẽ để link tải ở dưới phần mô tả. Anh em click vào phần mô tả nhá. Mình sẽ vào là phần bình luận mình sẽ để ở đấy. Link tải Poker Anh Quốc. Và tiện mình sẽ chỉ cho anh em cách tạo tài khoản luôn. Nhưng anh em nào chơi bằng Facebook rồi mình không nói, nhưng tạo tài khoản Rodo đây này. Thấy nhiều bạn bảo là chưa chẳng biết. Cái này mình không biết, là nếu anh em nào biết rồi thôi nhá. Nếu anh em nào mà đã biết á thì thôi không comment. Còn đâu những bạn nào mà chưa biết á thì mình sẽ chỉ cho. Tiện mình cũng nói luôn về cái đấy, vấn đề video lúc trưa mình làm về bên OMG 3Q á. Mình thấy quá trời anh em mà comment cái gì mà gì? Anh không biết rồi anh các thứ kiểu. Uầy, tính ra cái video đấy là mình chỉ làm là code cho anh em nhận thôi mà, chứ đâu phải là mình làm hướng dẫn game đâu. Anh em xem lại cái tiêu đề nhá, video là code, còn đâu mình nhận quà đấy là về thì mình không biết thì mình nhận gì, mình thích tướng nào mình nhận thôi. Chứ mình đâu có phải là mình ấy gì đâu, đấy nên là mình chỉ là code thôi, còn đâu anh em hứng thú thì nhận. Đấy, code đầy đấy, anh em vào nhận nhá. Ngoài ra thì hôm nay vừa mới quay vlog xong rồi, sắp tới lại có video vlog cho anh em xem. Ok. Để tạo tài khoản này thực ra rất là đơn giản, đâu có gì đâu mà khó, mình thấy nhiều bạn cứ hỏi quá trời. Anh em vẫn phần đăng ký nhanh này, ngay dưới chữ này. Ở đây thì anh em sẽ để tiền tài khoản nhá. Anh em ví dụ mình thấy ví dụ là XYZ đi. Đây, XYZABC đây. Này, XYZABC rồi FPH gì đấy. Sau đó ở mật khẩu này, mật khẩu mới quan trọng nhá. Ở mật khẩu này ấy, anh em đây ví dụ anh em là mật khẩu 123456 đúng không? Sau anh em ví dụ thêm chữ AAAS đi. Đó. Xong. Xong, vậy là đã xong rồi anh em. Xong rồi nó chụp màn hình lại cho anh em luôn. Vậy quá đơn giản mọi người thấy không? Đó, vậy là đã xong rồi. Đó, vậy là anh em đã vào game được rồi. Đơn giản đấy thôi mà sao nhiều bạn cứ phải hỏi, mình không hiểu lý do nhá. Đấy, cách tạo tài khoản đơn giản vậy thôi. Đâu gì là khó đâu mọi người. Giờ mình sẽ vào account chính của mình cho anh em xem. Ok, đây thì mình đã tạo một tài khoản riêng rồi. Đó, thì mình cũng đã vừa mới đăng nhập hôm qua để mình vào xem ở bên server Anh Quốc, ở server mới thì nó đua top như thế nào. Đây, 755 và mình vẫn đang bóng 756 nhá, mấy có anh em mà thắng của mình không? Mình sẽ chính thức đua ở bên server 756. Đây, ở đây thì mình cũng đã cày lên level 4 rồi, mình sẽ có review qua anh em cho anh em xem ở bên server mới khi ở bên Anh Quốc người ta đua, người ta nhận quà gì nhá. Nó khác ở Việt Nam mình chỗ nào. Ở bên Việt Nam mình sẽ có quà đăng nhập 7 ngày này, nạp nhận hai món quà nạp nhận, thì bên này nó cũng y chang, nhưng mỗi tội bên này nạp nhận nó sẽ ít hơn so với Việt Nam mình nhá. Và mới vô thì nó cũng đã có cá vàng luôn rồi anh em. Đó, mới vô đua top mà có cá vàng luôn này anh em, thấy đẳng cấp không? Mình thấy là vụ này nó hơi hot nhá, mình thấy thích vụ này đó. Bởi vì thường ấy, khi mới vào đua top ấy, bên như bên Việt chúng ta nạp chả nhận được cái gì thêm. Nó cảm thấy mình cảm thấy rất là phí, cũng như bạn nào mà vào nạp được khoảng mấy triệu vào á để đua nó rất là phí tiền. Nhưng bên này thì bù lại nó cho chúng ta luôn cá vàng này, vào phát anh em nạp có cá vàng luôn, quá tuyệt vời. Đây là nạp đầu, quả nạp đầu đi, bên này anh em nhận được một con virus. Đó, virus ở đây thấy hơi dài, không biết là có phải là bét hiếm hay ngon, không biết anh em, cộng thêm một món đấy nhá, một món đấu vương luôn này. Mà đồ 95 cái này nó cho hơi bóp, đồ 95 thì đến tận level 95 mới mang được, mà level 95 thì nó hơi bị xa anh em. Thật sự mình thấy level 95 là nó hơi bị xa luôn. Tiếp theo nạp quà chọn, ý là anh em nạp cao đó, 2k kim cương thì ở đây anh em sẽ nhận được một con Get Ninja này, X Ninja đó mọi người, Get Bot, X Ninja. Đó, ở đây khi anh em nạp mốc này cộng với một cái cho gỗ cộng 3 nhá. Tiếp tục, sau đó anh em nạp lên 98.98S. Ui, căng đét. Đắt hơn Việt Nam mình luôn á. Thì ở đây thì anh em sẽ nhận được con Lavita. Đó, Lavita cộng với một cái đồ đeo khăn để chọn cộng 3 cho cháu nó. Tiếp theo, đây, Evan. Ở bên này Evan nó khác lắm, nó hot hơn nhiều anh em, hot hồn luôn. Level 2 thì anh em nhận được ngay một con sâu này. Rồi level 4 này, level 5 này, nhận best đây luôn. Xong rồi bắt đầu lên level 20, 50, 435 các thứ, anh em nhận kim cương các thứ rất là nhiều. Đó. Xong đây là quà VIP nha. Đấy. Rồi, tiếp tục X10, X20 này. Tiêu phí. Quá như nó pha loáng vào server mới rồi. Đây nó pha loáng vào rồi anh em. Hôm qua lúc mình mới vào ấy thì nó chưa bị pha loáng này anh em, nó còn các sự kiện á.
rất là nhiều luôn. Đấy. Đây là toàn cảnh ở bên server mới đây anh em. Để xem nào. Ở server 755 này top 1 bao nhiêu được chiến rồi? 70. Ui. Tính ra là ra như hơi lâu nha mọi người nha, mới có 74k thôi à. Bên này cày lực chiến. Đó, 700 sorry mọi người nha, nhìn nhầm, 717k. Tính ra là bên này cày nó cũng ra gì đấy. Ok, tại cày là nói chung là cũng đúng bài đấy anh em, không phải đùa đâu. Đó. Đây, toàn cảnh ở đây toàn cảnh server mới bên Poke Anh Quốc. Đây nạp x2 bên này nạp thì nó mình cũng chả biết nạp nào, nhờ anh em hỏi mình cách nạp đây. Nó có ấy có go web này, xem nó có làm được không, mình sẽ thử trải nghiệm trước xem nó có cái nào làm được không. Cài đặt nhanh nhằm đảm bảo quý gách quyền lợi. Tải cái này anh em, tải Play New về là anh em sẽ có thể nạp được này. Cái này để mình sẽ tải về mà mình trải nghiệm để xem là nạp được không nhá. Nếu đạt được thì mình sẽ chỉ cho anh em để cho anh em nạp. Ok, vậy là hết rồi. Giờ mình sẽ về Việt Nam nghịch một tí nha mọi người nha. Ok, trở về Việt Nam tí nào. Mình sẽ qua con nào VIP 0 nha. Qua con nào VIP 0 để nâng cấp nó lên một tí. Đây. Mấy hôm rồi chưa vào nhận quà anh em. Lại có nhận quà này. Nhận một đống quà về nên được hai mấy ca kim cương. Hàng này hiện giờ vẫn đang cần bay nha mọi người nhá. Đấy, nó vẫn đang trong tình trạng bay diều, đang cờ đến anh em đấy cắt dây. Đó, bác nào có nhu cầu cắt dây liên hệ mình nhá. Ok, hôm nay mình sẽ vào đây và nâng cấp roto lên cho con nạc này nhá. Con nạc này xem roto lên được bao nhiêu này. Đó, mình level 28 thôi anh em, mình sẽ khô máu nâng cấp roto cho con nạc này luôn. Tới nào. Từ từ mình sẽ mua trước 4 phát đầu thôi. 4 phát nằm mồi hết chứ anh em, để xem lên level 30 đủ đoá chưa đã. Không có đi lưng vòng tay Z nó sẽ ngon hơn. Nên level 30 chưa đầy luôn à. Đau đấy nhè. Từ từ mình sẽ đi mua vòng tay Z trước anh em. Mình nghĩ mình sẽ mua vòng tay Z trước. Mua 200 viên đá vòng tay Z trước anh em. Nó tốn có 2k kim cương đâu, mua cái này nó lời hơn này. Đó, cái này anh em nên mua nhá. Đó, đá lưng vòng tay Z đá thuộc dạng mega đó. Mua cái này, ấy mình ấn nộn, sorry mọi người. Lần cái này thì anh em sẽ lời hơn. Mình lại hú hồn mà là chưa có cái nhấn nào lần lên mega nữa thì có mà chết. Đây rồi. Bọn đây nên đá xanh rồi mà. Rồi bỏ đi. Cái đấy để sau anh em chơi thì lần. Mình đi lần do tôm cho. Hôm nay mình sẽ khô máu kim cương lần do tôm cho anh em. Đâu rồi. Rô tôm đột phá. Uầy, thiếu đá lạng luôn anh em. Đấy, đúng như mình tính nhá. Đó, thiếu đá lạng luôn. Thiếu mất 8k kim cương rồi. Còn 2k nữa, tròn 10k. Đầu răng thế nhỉ. Làm quần da quét quát phát anh em, hoàn tất nhanh. Ok. Đừng, chưa biết được nhiều được chiến không nhưng mà làm ngay một quả đau răng anh em. Ôi, cuối giờ rồi, làm cặp làm team bay anh em, lâu lắm rồi mình chưa test team bay, mang team bay đi chơi. Mình sẽ đi charm đi, đánh charm con nạc này coi anh em. 32 triệu được một chiến, thổi team trận charm với cặp BY lên trước anh em, bắt lên một hai trận charm chơi giải trí lúc phút cuối trận nào. Bù giờ. Ui, team đánh kìa. Team đánh 10 triệu anh em. À đâu, 9 triệu. Lên nào. Lên. Ok. Ổn rồi, làm trận tram anh em. Bây giờ làm trận tram, giải trí lâu lắm rồi không bắt tram. Gặp ba lòng ngang cờ thì vui. Lâu lâu đi vá trận ngang cờ cho nó vụ thú vị. Bao nhiêu. Uầy. Nhớ LKDK 70 mấy triệu anh em. Ôi, gấp đôi lực chiến luôn này, sao làm chơi. Và xem bao cái quẩy đâu cũng được. Ờ, chấp nhận rồi, số phận ăn bài anh em. Và xem bao cái quẩy thôi, chứ làm sao giờ.
ra trận nào. Ui trời, Hoppa 23 triệu anh em. Đang định bảo mang dây đi quẩy phát mà thôi, bác ấy quẩy hộ rồi. Bác ấy quẩy hộ luôn rồi anh em, một phát dây bay màu luôn. Trận số 2. 20 triệu anh em. Ui. Team mình có 10 triệu, lại team bay anh em, lại gặp team bay bên mình BY. Ủa? KQV nó chắc lấy nớ tay mình tháo ra rồi. Thôi, quả này thì đi cả đám rồi anh em, không sống nổi. Không sống nổi qua mùa thiên thu rồi. Hồ đó nó vá phát nữa, rồi dây nó nhả phát nữa này. Giật ung ti được gọi cái cho nó vui anh em. Làm cái đỡ phải bị đội bạn bắt nạt nhiều. Ok thôi, cái clip hôm nay là chỉ nhảm nhí tối nay của mình cũng kết thúc ở đây thôi. Đó, có gì hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha. Chúc anh em xem video vui vẻ. Và anh em nào hứng thú qua Poke Anh Quốc cùng mình thì hãy đợi xe vào 756 nha. Mình sẽ cày ở đó. Có gì anh em ghé qua nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ.